Bình Long quê hương tôi nằm trên máu lửa buồn. Bình Long thân yêu ơi, Bình Long mãi tiếng tam cương. Thương rất nhiều đồng bào vô tội ngã gục. Và đỏ máu cha bằng máu đây chắc đặt đầy đường. Bình Long quê hương tôi mồ chôn chắc gặp ngông cuồng. Hàng trăm tê 54 còn nằm ngôi tháp còn ngang. Đến cả ngàn giặc công kiên nằm đầy đồng. Nhờ chiến sĩ những anh hùng đứng lên giết giặc giữ nhà. Tháng 6 năm 1965, giữa tình trạng vô cùng rối ren của đất nước, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lịch sử để lèo lái con thuyền tổ quốc, mà người đại diện là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Kể từ đó, ngày 19 tháng 6 đã trở thành ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, ngày hội lớn của toàn thể quân dân Việt Nam. Đặc biệt, ngày quân lực năm nay 19 tháng 6 năm 1973 đã đến với nhân dân miền Nam. Trong lúc quân dân ta vừa đạt được những căn bản của một nền hòa bình, sau bao nhiêu nỗ lực và hy sinh lớn lao của các chiến sĩ đã đập tan cồn giọng xâm lăng của giặc thù cộng sản. Trong niềm tri ân và hãnh diện về những thành tích vĩ đại của quân lực, nhân dân miền Nam, mọi người, mọi giới, ở khắp mọi nơi, từ thủ đô đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng hân hoan đón mừng ngày quân lực 19 tháng 6 trong tinh thần phấn khởi và tràn đầy tin tưởng. Tin tưởng và ngưỡng mộ nơi sức mạnh vô địch của quân đội chiến thắng. Tin tưởng ở tương lai vô cùng sáng lạn của đất nước trường tồn. Để bày tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ các chiến sĩ đang ngày đêm gian khổ bảo vệ đất nước, sáng ngày 18 tháng 6, mở đầu chương trình mừng ngày quân lực, các đoàn thể nhân dân tại thủ đô phối hợp với tòa đô chánh Sài Gòn tổ chức một buổi lễ đón tiếp vô cùng long trọng trên 200 chiến sĩ xuất sắc từ các quân binh chủng thuộc 4 quân khu về tham dự ngày quân lực. Ngoài ra, nhằm quý lạo những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể mình cho tổ quốc, sáng ngày 18 tháng 6, phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đến Tổng y viện Cộng hòa để viếng thăm anh em thương bệnh binh hiện đang điều trị tại đây. Phu nhân Tổng thống đã lần lượt viếng một số trại điều trị trong Tổng y viện. Tại mỗi nơi, phu nhân Tổng thống đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các thương bệnh binh và cầu chúc họ được mau sớm bình phục. Đồng thời, để nói lên lòng tri ân đối với các chiến sĩ, phu nhân Tổng thống đã trao tặng các anh em thương bệnh binh mỗi người một phần quà và một số tiền mặt do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa gửi tặng. Cùng tham dự với phu nhân Tổng thống có phu nhân ông Chủ tịch Hạ nghị viện, phu nhân Thủ tướng Chính phủ, phu nhân quý vị Tổng bộ trưởng, tướng lãnh, quý bà trong các hội đoàn phụ nữ và một số nữ sinh viên Viện Đại học Sài Gòn. Mặt khác, để tưởng niệm những anh hùng đã vì quốc dân thân, một buổi lễ truy điệu các chiến sĩ trận vong thật trang nghiêm, cảm động đã được tổ chức vào tối ngày 18 tháng 6 tại Nghĩa trang quân đội Biên Hòa dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Tham dự lễ truy điệu có nhiều vị Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, quý vị tướng lãnh, sĩ quan, đại diện các quân binh chủng, các đoàn thể tư nhân, nhân dân tự vệ, quốc gia nghĩa tử, học sinh và hướng đạo sinh quân đội. Thủ tướng đã châm lửa thiêng tại đài chiến sĩ trận vong và đặt vòng hoa trên lễ đài tưởng niệm. Tiếp theo, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đặt quân kỳ rũ trước đài tử sĩ. Phần văn tế được xướng đọc giữa lúc ánh quả châu rực sáng khắp nghĩa trang, nơi an nghỉ nghìn thu của những người đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc.
nét nổi bật nhất trong ngày quân lịch 19 tháng 6 năm 1973 là lễ duyệt và diễn binh vĩ đại được tổ chức vô cùng trọng thể tại đại lộ Trần Hưng Đạo dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau khi tới địa điểm hành lễ, Tổng thống dự lễ chào quốc kỳ và quân kỳ. Sau đó, Tổng thống lên xe để đi duyệt các hàng quân. Đồng thời, trên không trung, các phi cơ bay hợp đoàn, thả khói màu quốc kỳ. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lần lượt đi duyệt qua các đoàn quân cũng như các đoàn cơ giới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khắp các đơn vị trên toàn quốc về thủ đô tham dự ngày quân lực trọng đại này. Sau khi duyệt qua các hàng quân, Tổng thống đã gắn băng chuyên công đơn vị cho quân kỳ và anh dũng bội tinh cấp quân đội cho tư lệnh hải quân, tư lệnh không quân và tư lệnh bốn quân khu để tuyên dương cho các quân binh chủng và các đại đơn vị này đã đem lại những chiến thắng vẻ vang cho toàn quân toàn dân, nhất là những chiến tích lẫy lừng trong thời gian 3 tháng vừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ.
Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã lần lượt trao gắn đệ ngũ đẳng Bảo quốc quân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, quân công bội tinh và anh dũng bội tinh với nhành dương liễu cho các chiến sĩ xuất sắc thuộc các quân binh chủng được nổi bật nhất trong hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ xuất sắc của quân lực. Hôm nay về thủ đô tham dự ngày quân lực trước sự ngưỡng mộ của hàng triệu đồng bào. Với sự ngưỡng mộ đó, các thiếu nữ thủ đô đã choàng những vòng hoa ưu ái lên vai các chiến sĩ xuất sắc. Đầu nhật lệnh gửi toàn thể quân nhân các cấp, tổng thống nói: Chiến hữu các cấp, cách đây đúng một năm, cũng vào ngày quân lực, tôi đã ra lệnh cho anh em thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ. Đúng 3 tháng sau, anh em đã đánh bại quân cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chính yếu và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Thời gian 3 tháng đó là thời gian quyết định. Những chiến thắng đó là những chiến thắng quyết định. Quyết định sự thảm bại sau cùng trong những cố gắng sau cùng của quân cộng sản xâm lược kể từ Tết Mậu Thân 68, đồng thời buộc chúng 3 tháng sau mới đây ngừng bắn lại được cộng sản cam kết tôn trọng thêm một lần nữa. Nhưng trong những ngày qua, chúng lại vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng hơn nữa. Như vậy, đủ xác nhận rằng chủ trương của cộng sản không phải là vãn hồi hòa bình bằng một giải pháp ôn hòa dựa trên tinh thần hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc qua công thức tổng tuyển cử tự do dân chủ để thực thi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam. Trái lại, càng xác nhận rằng bản chất của cộng sản vẫn là hiếu chiến, chủ trương của cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bảo tàng. Với kinh nghiệm từ năm 54 qua những hiệp định về Việt Nam và các quốc gia láng giềng, với kinh nghiệm hiệp định Ba Lê năm nay, với những vi phạm tiếp diễn sau cái thông cáo chung ngày 13 tháng 6 vừa qua, cộng sản chỉ ký kết hòa ước là để tự cứu nguy khi chúng bị thảm bại, nhưng đồng thời để chuẩn bị một cuộc xâm lăng mới. Cho nên, không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản sẽ tôn trọng ngưng bắn nghiêm chỉnh để vãn hồi hòa bình thực sự tại phần đất này. Nhân dân miền Nam, hơn ai hết, lại càng không thể ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản đã từ bỏ ý đồ xâm lăng để có hòa bình thực sự bền vững tại phần đất này. Chiến hữu các cấp, trước ai hết, anh em lại càng phải thấy rằng hòa bình dù mỏng manh như hiện tại cũng không phải là một món quà tự nhiên mà có, ngồi chờ tự dưng nó đến, càng không phải nhờ sự kêu gọi thiện chí hay van xin lòng nhân đạo của cộng sản mà được, như một số người chủ bại ngây ngô lầm tưởng. Trái lại, hòa bình mà không nô lệ cộng sản là nhờ nó sức mạnh, nó tinh thần,
nơi ý chí của cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương, bằng máu của hàng ngàn hàng vạn thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến của hàng ngàn hàng vạn đồng bào. Hòa bình mà phải tước đoạt cam go từ trong tay một kẻ thù vô cùng bảo tàng khát máu, với giá của hàng chục hàng trăm thị tứ xóm làng điêu tàn đổ nát của miền Nam thân yêu chúng ta. Chính nhờ ý chí kiên trì và sức mạnh của dân quân miền Nam chúng ta, kết hợp cùng những dân tộc yêu chuộng hòa bình và tự do trên khắp thế giới, mới buộc được Cộng sản ký kết hòa bình hồi tháng Giêng năm nay. Rồi trong những tháng vừa qua, cũng với ý chí kiên trì, với sức mạnh và bằng xương bằng máu mà quân dân miền Nam chúng ta mới chặn đứng được Cộng sản giành dân lân đất. Suốt 18 năm trước, không khi nào Cộng sản nghĩ đến chấm dứt xâm lăng vì thiện chí hòa bình hay vì tình thương dân tộc, mà Cộng sản chỉ buộc phải dừng bước xâm lăng khi chúng bị ta đánh bại. Cho nên Cộng sản cũng sẽ không khi nào từ bỏ ý đồ tái xâm lăng nếu không thấy rằng tái xâm lăng rồi cũng sẽ bị quân dân ta đánh bại. Đó là lý do mà miền Nam chúng ta phải mạnh, phải duy trì và kiện toàn sức mạnh quân sự. Phải có sức mạnh quân sự với một quân đội quyết chiến quyết thắng mới ngăn chặn được xâm lăng tái diễn, mới bảo đảm được hòa bình lâu dài. Và chỉ có một sức mạnh quân sự sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược của Cộng sản, chứ không có gì khác hơn, thì mới làm cho Cộng sản tôn trọng mọi hiệp định hòa bình mà chúng đã ký kết. Cho nên, ngày quân lực năm nay không chỉ để đánh dấu chiến thắng mà các anh em đã đạt được, mà còn để biểu dương sức mạnh mà chúng ta phải tiếp tục kiện toàn, để biểu dương ý chí quyết chiến quyết thắng mà anh em phải tiếp tục nuôi dưỡng. Trước một kẻ thù gian manh lật lọng là Cộng sản, tôi kêu gọi toàn thể anh em hãy không ngừng đề cao cảnh giác tột độ để ngăn chặn hữu hiệu, để phản ứng kịp thời và mãnh liệt mọi hành động giành dân lấn đất của chúng. Hãy liên tục rèn cán chính quân, trui luyện chi khí, trao dồi tác phong, cải tiến chiến thuật, canh tân kỹ thuật để đập tan mọi công cuộc tái phát xâm lược của chúng. Anh em đã làm được sứ mạng đánh bại xâm lăng, xây dựng hòa bình, thì nay anh em phải làm được sứ mạng ngăn chặn tái xâm lăng, bảo vệ hòa bình. Chiến hữu các cấp, hôm nay trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh. Tôi gửi lời thăm các anh em đang điều trị. Tôi gửi lời thăm các anh em đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước. Tôi gửi lời thăm các anh em đã trở về từ ngục tù Cộng sản. Tôi sốt sắng cầu nguyện cho các anh em đang còn trong ngục tù Cộng sản. Tôi gửi lời thăm các anh em cựu chiến binh, các cháu cô nhi, các chị quả phụ tử sĩ toàn quốc. Nhân dân ghi ơn tất cả các bạn. Đất nước hãnh diện là các bạn. Thân chào các chiến hữu. Dịp này, ông Chủ tịch Thượng nghị viện đã nhân danh Quốc hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các chiến thắng oai hùng của các chiến sĩ anh dũng. Kính thưa Tổng thống, Tổng tư lĩnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa. Kính thưa Tổng thống phu nhân, kính thưa Phó Tổng thống, thưa ông Chủ tịch Hạ nghị viện, thưa ông Chủ tịch tối cao Pháp viện, thưa Đại tướng, Thủ tướng Chính phủ kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, thưa ông Chủ tịch Giám sát viện, thưa quý vị nghị sĩ và dân biểu hai viện Quốc hội, thưa Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, thưa ông Liên trưởng Ngoại giao đoàn và quý vị đại sứ, thưa quý vị tướng lãnh, tư lệnh và chỉ huy trưởng các đơn vị,
Thưa quý anh em chiến sĩ các cấp và đồng bào thân mến, trong khung cảnh trang nghiêm long trọng hôm nay, Việt Nam Cộng Hòa lại cử hành ngày quân lực với một niềm phấn khởi đặc biệt, đánh dấu cho một giai đoạn quyết định của đất nước. Đại lễ hôm nay đúng thật là sự ghi ân của toàn dân đối với quân đội chiến thắng, những chiến thắng mở đầu cho một kỷ nguyên hòa bình mà mọi người đều ước mong là sẽ chính thật và vững bền. Trong niềm hân hoan cảm phục đó, và để đón mừng những vị anh hùng chiến trận mà lát nữa đây quý đồng bào sẽ có dịp hoan nghênh, tôi rất vinh hạnh nhân danh Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa được nói lên đây lòng ngưỡng mộ, quý mến và tri ân sâu xa của nhân dân đối với toàn thể anh em chiến sĩ các cấp, các quân binh chủng từ nhiều năm qua đã hy sinh gian khổ, xông pha trên khắp các chiến trường để giữ vững quê hương xứ sở và giúp cho người dân hậu phương được sống yên lành trong tự do. Chúng tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những vị đã anh dũng hiến thân để chặn đứng làn sóng xâm lăng tàn bạo, cũng như trước những đồng bào vô tội đã bỏ mình trong chiến cuộc vì chánh nghĩa quốc gia. Sự hy sinh cao cả và những chiến công hiển hách của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ sống mãi nơi lòng dân tộc và muôn đời còn chói sáng trong sử sách, tạo nên niềm ngưỡng vọng tôn kính của những thế hệ con cháu chúng ta. Tiếp đó, nghị sĩ chủ tịch Thượng nghị viện nói rằng, nhờ bao công lao xương máu của các chiến sĩ mà hòa bình mới trở về trên đất nước chúng ta. Những thành quả lớn lao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thu đạt được trong những năm qua làm toàn dân tri ân, ngưỡng mộ, thế giới ngạc nhiên, khâm phục. Những địa danh An Lộc, Kon Tum, Quảng Trị, Bình Định, Tống Lê Chân đã vang dội khắp hoàn cầu và trở thành những chiến tích lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Nghị sĩ chủ tịch Thượng nghị viện nói tiếp: sự cử hành long trọng ngày quân lực hôm nay sẽ lưu lại trong tâm trí chúng ta một ý nghĩa sâu sắc và một động lực mạnh mẽ, nếu gợi được trong lòng mỗi công dân tinh thần hòa bình nhất trí thiết cần để đạt tới cường thịnh vinh quang. Một lần nữa, để đánh dấu ngày toàn dân ghi ân quân đội chiến thắng, tôi xin nhân danh Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa nhiệt liệt ca ngợi tinh thần anh dũng kiên trì và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, và xin nói lên lòng ngưỡng mộ tri ân sâu xa của nhân dân khi ghi nhớ những chiến thắng rực rỡ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng kính chào Tổng thống phu nhân và toàn thể quý vị. Mở đầu cuộc diễn hành là phần phi diễn ngoạn mục của các loại phi cơ thuộc công lực Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đầu là các phi cơ trực thăng UH-1 và TH-47. Đây là loại phi cơ đa dụng đã tỏ ra vô cùng hữu hiệu trong việc yểm trợ các lực lượng hành quân diệt địch, chuyển vận binh sĩ, tiếp tế thực phẩm, quân dụng, đạn dược, tản thương và ngay cả việc di tản đồng bào khỏi các trường chiến cuộc. Kế tiếp là các phi cơ quan sát O2. Trong nhiệm vụ quan sát, mỗi khi phát hiện địch, quan sát cơ O2 hướng dẫn các khu trục cơ tới oanh kích tiêu diệt. Trên nền trời trong xanh, các loại vận tải cơ đang lần lượt bay ngang khán đài. Từ các loại vận tải cơ C-47, C-119 đến các vận tải cơ khổng lồ C-130 với 4 động cơ trang bị dụng cụ tối tân để có thể bay trong mọi thời tiết. Sau hết là các loại khu trục chiến đấu cơ cánh quạt Sky Raider, khu trục phản lực cơ A-37 và F-5. Đây là những phi cơ từng dán bao nhiêu đòn sấm sét trên đầu giặc, gây cho chúng vô số những thảm bại trong suốt thời gian qua. Cuộc phi diễn đầy hào hứng này một lần nữa đã chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc và hoàn toàn hiện đại hóa của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau phần phi diễn là cuộc diễn hành trên bộ. Vị chỉ huy toàn thể cuộc diễn hành là Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 và Quân khu 3.
cùng với bộ tham mưu đã mở đầu cuộc diễn binh vĩ đại trong gần 2 tiếng đồng hồ. Rừng cờ đủ màu sắc lần lượt qua khán đài, gồm quốc kỳ và quân kỳ bộ tổng tham mưu, các quân binh chủng, các đơn vị từ cấp sư đoàn đến tiểu đoàn. Tiếp theo là đoàn chiếu sinh quân, với truyền thống võ nghiệp thừa hưởng được của cha anh, đã diễn hành ngoan mục với những bước đi nhịp điệu oai hùng. Sau đó là đoàn nữ quân nhân trong bộ đồng phục gọn gàng, màu xám, với những bước nhịp nhàng, uyển chuyển, đã làm nổi bật nét anh thư quắc thước của con cháu bà Trưng, bà Triệu. Kế tiếp là các sinh viên sĩ quan hiện dịch trường võ vị quốc gia. Những chàng trai này đang theo đuổi một chương trình huấn luyện trong 4 năm về quân sự và văn hóa với trình độ bậc đại học. Họ là hình ảnh những sĩ quan tương lai văn võ kim toàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, trường võ vị quốc gia trải qua một phần tư thế kỷ kể từ ngày thành lập đến nay đã đào tạo được 26 khóa huấn luyện với 4.651 sĩ quan tốt nghiệp. Đến là các sinh viên sĩ quan trường Bộ binh Thủ Đức. Trường Bộ binh Thủ Đức là nơi đào tạo những sĩ quan trự bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ ngày thành lập đến nay, trường đã đào tạo trên 70.000 sĩ quan trự bị. Kế đến là các khóa sinh trường hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nối tiếp là các sinh viên sĩ quan trường Đại học Chiến tranh Chính trị. Theo học trong 2 năm, những sĩ quan tương lai này sẽ là những cán bộ góp phần xây dựng chủ thuyết chiến tranh chính trị trong công cuộc chống cộng, kiến quốc. Sau đó là các sinh viên trường quân y. Mai đây, khi tốt nghiệp, họ sẽ là những quân y, nha, dược sĩ, tích cực phục vụ đồng đội và dân chúng với châm ngôn quên mình, cứu người. Kế đến là các sinh viên sĩ quan và khóa sinh trung tâm huấn luyện không quân. Trung tâm này là một trong những đại đơn vị của không quân, cung cấp hầu hết các khoa tiêu và chuyên viên mọi ngành cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau các khóa sinh của Trung tâm huấn luyện không quân là sinh viên sĩ quan và khóa sinh của Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang, những người trai yêu mộng hải hồ. Kể từ ngày thành lập vào năm 1952 đến nay, Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang đã đào tạo được 19.397 khóa sinh. Đơn vị đang diễn hành qua khán đài là các sinh viên sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia đang thụ huấn tại Học viện Cảnh sát quốc gia Thủ Đức. Học viện này thiết lập năm 1966, đến nay đã đào tạo được 4.552 sĩ quan cảnh sát. Tiếp theo sau là các khóa sinh thuộc Trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn. Những chiến binh ưu tú được đào luyện đầy đủ
và sẵn sàng tuân đi các đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đang diễn hành qua khán đài là các khóa sinh trường quân cảnh với sắc phục đại diện cho uy quyền của quân lực. Những chiến sĩ này mang trọng trách tuân hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị của thượng cấp, duy trì kỷ luật quân đội và luật pháp quốc gia. Sau trường quân cảnh là các tân binh thuộc trung tâm huấn luyện Quang Trung, những thanh niên trẻ tuổi, ưu tú, hăng hái lên đường thi hành quân dịch, nhận lãnh trách nhiệm hào hùng của người trai thế hệ. Đây là trung tâm huấn luyện và bổ sung quân khuyển. Các quân khuyển này được huấn luyện thuần thục và tỏ ra rất hữu hiệu trong nhiệm vụ trinh sát trên chiến trường, cũng như trong công tác canh phòng tại cơ sở, doanh trại. Là các chiến sĩ thuộc liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Những anh hùng quả cảm này từng nổi danh qua bao nhiêu trận chiến lẫy lừng, mà chiến thắng An Lộc đã là một nét son hào hùng của đơn vị. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đã đi vào chiến sử Việt Nam qua hai câu thơ cảm đề trên nghĩa trang ngay giữa lòng thành phố An Lộc như sau: An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vị quốc dông thân. Sau các anh hùng biệt cách dù là các chiến sĩ biệt động quân, người lính chiến mũ nâu kiên cường bất khuất có mặt trên khắp các nẻo đường đất nước, sẵn sàng giáng những đòn chí tử lên đầu địch. Kế đó là các chiến sĩ thủy quân lục chiến, những cọp biển hào hùng đã lừng danh bên bờ sông Thạch Hãn và làm bạc vía quân thù nơi cổ thành Quảng Trị. Tiếp theo là các chiến sĩ nhảy dù, những thiên thần mũ đỏ oai hùng, bao phen làm tán bật kinh hồn lũ giặc thù cộng sản, từ các chiến trường giới tuyến cho đến các mặt trận ngoại biên. Và đây là các chiến sĩ địa phương quân, nghĩa quân, những chiến binh đã góp phần đáng kể vào những trận chiến ác liệt, đồng thời với công cuộc chiến đấu diệt trừ hạ tầng cơ sở cộng sản, bảo vệ nông thôn và tranh thủ nhân tâm. Tiếp theo sau là các đơn vị đại diện cho quân đoàn 1, quân khu 1, quân đoàn 2, quân khu 2, quân đoàn 3, quân khu 3, quân đoàn 4, quân khu 4. Các đại đơn vị có trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ tại 4 quân khu, lực lượng chính yếu trong việc đập tan cuồng vọng xâm lăng của cộng sản, kiến tạo hòa bình theo đúng mục tiêu bảo quốc an dân. Khai sanh trong khói lửa của biến cố Tết Mậu Thân, lực lượng nhân dân tự vệ sau gần 5 năm hoạt động đã trở thành một tổ chức quốc phòng đặt trên căn bản nhân dân với trên 4 triệu đoàn viên chiến đấu và hỗ trợ. Tiếp sau các đoàn nhân dân tự vệ là lực lượng tuyên vận chiêu hồi, gồm những người tìm tự do đã từ bên kia hàng ngũ trở về với chánh nghĩa quốc gia. Nối tiếp là các cán bộ phát triển nông thôn, những chiến sĩ áo đen với nhiệm vụ góp phần xây dựng một nông thôn Việt Nam thịnh vượng và phú cường. Sau các cán bộ phát triển nông thôn là biệt đoàn cảnh sát giải chiến, một ngành thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia, đã đóng góp đáng kể vào việc duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào. Tiếp theo các đơn vị bộ binh là đoàn cơ giới. Chỉ huy trưởng đơn vị cơ giới diễn hành là chuẩn tướng Lý Tòng Bá, chỉ huy trưởng thiết giáp binh, người hùng của chiến trường Công Tung. Trước khán đài là đoàn cơ giới của cảnh sát quốc gia thủ đô. Trong nhiệm vụ điều hòa lưu thông
bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát quốc gia đã sử dụng một số lượng cơ giới quan trọng, sẵn sàng ngăn chặn và can thiệp nhanh chóng mọi vi phạm luật pháp quốc gia. Đây là Liên đoàn Người Nhái. Từ ngày thành lập đến nay, liên đoàn này đã lập được nhiều thành tích rất hiển hách. Đặc biệt là biệt đội hải kích Người Nhái đã ngày đêm âm thầm hoạt động, len lỏi vào tận sào huyệt cộng quân để tiêu diệt lực lượng địch. Đoàn cơ giới đang diễn hành qua khán đài là đoàn cơ giới thuộc binh chủng truyền tin với những máy móc tối tân, bảo đảm việc liên lạc mau chóng và chính xác, đã góp phần không nhỏ vào những chiến thắng oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đến là đoàn cơ giới của binh chủng công binh, một binh chủng vừa chiến đấu vừa xây dựng đất nước. Dẫn đầu đoàn diễn hành của binh chủng pháo binh là các loại đại bác 105 ly và 155 ly xe kéo. Đại diện cho binh chủng pháo binh trong ngày quân lực năm nay là các đơn vị pháo binh quân đoàn 3 mà quân kỳ đã được tuyên dương 6 lần và trao gắn 6 băng chuyên công cấp quân đội. Sau cùng của đoàn cơ giới pháo binh là các đại bác hạng nặng 175 ly thiết trí trên chiến xa. Loại đại bác này nòng dài 10 thước, bắn xa 32 cây số, vừa yểm trợ hữu hiệu quân bạn thành quân, vừa tàn phá mãnh liệt các căn cứ địch. Đoàn cơ giới khổng lồ đang rầm rộ tiến quân là những thủy xa LVPT-5, loại tàu chuyển quân đổ bộ từ biển vào bờ tối tân nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là đoàn thủy xa đã tham dự cuộc hành quân thủy bộ tại chiến trường Quảng Trị, và thủy quân lục chiến là đơn vị duy nhất được trang bị loại thủy xa này. Kết thúc cuộc diễn binh vĩ đại là các chiến xa của binh chủng thiết giáp gồm các loại V-100, M-113, M-41. Và sau cùng là các chiến xa khổng lồ M-48, loại chiến xa tối tân nhất vượt hẳn các chiến xa T-54 của Cộng sản Bắc Việt đưa vào sử dụng tại chiến trường miền Nam, đã nói lên sự lớn mạnh và khả năng vô địch của quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn sẵn sàng nghiền nát mọi tham vọng ngông cuồng của giặc thù Cộng sản. Trong mục đích giới thiệu và trình bày thành tích các quân binh chủng, một hội chợ triển lãm ngày quân lực đã được Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, đại diện Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, khai mạc vào chiều ngày 19 tháng 6 tại công viên Tao Đàn. Hội chợ triển lãm này do Tổng cục Chiến tranh Chính trị phối hợp cùng các quân binh chủng tổ chức với gần 200 gian hàng. Thủ tướng Chính phủ đã lần lượt viếng thăm các gian hàng sư đoàn nhảy dù, không quân, hải quân, cục quân tiếp vụ, tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị, thiếu nhi quân đội, cục mãi dịch, cục truyền tin, cục tâm lý chiến, cục công binh, cục quân y và căn cứ 90 quân nhu. Sau đó, Thủ tướng đến viếng các gian hàng trưng bày những sản phẩm nội khóa tại khu công kỹ nghệ và một số các gian hàng giải trí. Được biết, sau khi khai mạc, hội chợ triển lãm mở cửa cho công chúng vào xem đến hết ngày 28 tháng 6, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 23 giờ khuya. Để tưởng thưởng các chiến sĩ ưu tú đã lập được nhiều thành tích đặc biệt, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân đã thích cơm trưa khoản đãi trên 200 chiến sĩ xuất sắc tại Dinh Độc Lập vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Ngỏ lời trong dịp này,
Tổng thống cho rằng chính bởi sức mạnh của quân dân ta đã buộc Cộng sản phải chấp nhận ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình tại Việt Nam. Đó là ý nghĩa của ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1973 vậy. Tiếp theo, Tổng thống đã trao gắn huy chương cho trên 30 chiến sĩ xuất sắc. Ngoài ra, mỗi đại diện chiến sĩ xuất sắc còn được Tổng thống tặng quà kỷ niệm. Được biết, thành phần đại diện các chiến sĩ xuất sắc về thăm thủ đô nhân dịp ngày quân lực gồm 120 chủ lực quân, 47 địa phương quân, 44 nghĩa quân, 23 chiến sĩ trở về từ ngục tù Cộng sản, 9 đại diện phế binh, 5 đại diện cựu chiến sĩ, 6 đại diện quả phụ và 5 đại diện cô nhi tử sĩ.